phần trao cờ lưu niệm vinh dự này, chúng tôi kính mời lên sân khấu để trao cờ lưu niệm. Trân trọng kính mời ông Phạm Văn Luật, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, trưởng ban tổ chức giải. Trân trọng kính mời ông Lê Thành Lắm, đại diện công ty Hoàng Thảo My Bình Dương, tiến về sân khấu để trao cờ lưu niệm. Và đây chính là những gương mặt xuất sắc và ưu tú trong cuộc thi của chúng ta năm nay. Và đặc biệt ban tổ chức đang trao cờ lưu niệm như là gửi gắm và chúc mừng cho các vận động viên sẽ hoàn thành thật tốt phần thi của mình. Và tất cả chúng ta cùng cổ vũ cho họ cổ vũ thời khắc trước khi ra sân. Vỗ tay thật lớn cho đồng nghiệp để chúc mừng tinh thần cho các vận động viên ạ. Lưu niệm sẽ được kính mời ông Phạm Văn Luận và ông Lê Thành Lắm sẽ đứng ở giữa của các đoàn vận động viên chúng ta để ghi hình ảnh thật kỷ niệm thật đẹp ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ông Phạm Văn Luận và ông Lê Thành Lắm. Một lần nữa xin được chúc mừng các tay đua của chúng ta. Như vậy là phần nghi thức của lễ khai mạc giải đua xe mô tô toàn quốc tranh cúp Hoàng Thảo My mùng 4 tới Canh Tý năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi và tham dự cùng với chúng tôi. Thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng gửi lời chúc đến toàn thể quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với sự xuất hiện ấn tượng qua màn diễu hành chào các đoàn diễu hành của chúng ta và cổ vũ cần nhiều với những tràng pháo tay thật lớn cho họ. Bây giờ chúng ta sẽ mời mọi người chúng ta cùng bước về khu vực của đường băng để chúng ta có thể cùng cổ vũ và lắng nghe những tiếng bô nổ, những tiếng nẹt xe ga rất là hấp dẫn ngày hôm nay. Xin mời các bạn kỹ thuật viên chúng ta hãy rời xa khu vực của chiếc xe. Xin mời các bạn ạ. Xin mời các bạn chúng ta bây giờ hãy cùng lui về phía sau. Lưu ý các kỹ thuật viên chúng ta bây giờ hãy cùng lui về phía sau ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và xin được kính mời tất cả các bạn chúng ta lưu ý nha, chỉ có những bộ phận cần thiết thì mới có lại khu vực sân khấu, còn chúng ta không phận sự chúng ta sẽ vui lòng lên khán đài, hoặc là chúng ta sẽ tránh xa đường băng để chúng ta tạo thông thoáng cho chương trình sắp tới. Những cái cuộc đua bao giờ cũng rất là máu lửa và cũng có sức mạnh lớn, tranh nhau từng phần trăm của dây, nên đó là một cái phần bứt phá rất đặc biệt. Tôi mong rằng chúng ta sẽ cùng cổ vũ hết mình nhưng mà cũng tạo không khí an toàn nhất cho từng tay đua. Alo, 1, 2, 3, 4. Hiện nay quý khán giả đang được theo dõi phần diễu hành của hơn 40 vận động viên sẽ thi đấu ở hai hệ bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp trong ít phút nữa. Phần diễu hành sẽ diễn ra trong hai vòng thi đấu. Sau khi phần diễu hành kết thúc, đề nghị lực lượng làm nhiệm vụ trật tự ở dưới sân chúng ta kiên quyết mời tất cả những khán giả nào không có nhiệm vụ ở khu vực dưới sân ra khỏi khu vực. Xin lưu ý một lần nữa, tất cả các bộ phận hỗ trợ về sân, chúng ta sẽ mời tất cả những các thành viên không có phần sự ở khu vực, chúng ta phải lên khu vực của khán đài để tránh xa khu vực của ban tổ chức, thì chúng ta có thể dành một cái phần thông thoáng cho đường đua. Và tất cả các bộ phận hỗ trợ về an toàn, tất cả những khu vực sau an toàn phải được kiểm tra một cách chi tiết và cẩn thận trước khi những cuộc đua bắt đầu. Phần vòng diễu hành đã xong, chúng tôi mong rằng chúng ta ngay bây giờ hãy hồi hộp chờ đợi, và chúng tôi hy vọng rằng một tiếng vỗ tay của mọi người để xua đi cái hồi hộp đó. Vỗ tay lớn đi đâu. Thời gian lúc này chỉ còn điểm bằng dây thôi, và từng đội một, từng trận một sẽ là những bứt phá đặc biệt với những cái phần tranh tài đó, để xem coi ai là chủ nhân của chiếc cúp danh giá cúp Hoàng Tử Vi 2020. Chào đón cúp Hoàng Tử Vi một lần nữa đi đâu. Đây, quá đẹp, quá lộng lẫy và quá đặc biệt để chúng ta có thể cùng cổ vũ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn lực lượng diễu hành, cảm ơn tất cả các vận động viên. Alo, một lần nữa ban tổ chức đề nghị lực lượng trọng tài đang làm nhiệm vụ dưới sân, chúng ta kiên quyết mời tất cả những thành phần nào không có nhiệm vụ ở dưới sân ra khỏi khu vực sân vận động, lúc đó ban tổ chức mới tiến hành cho thi đấu. Để quý vị khán giả tìm theo dõi cuộc thi đấu trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi xin thông báo lịch thi đấu như sau. Đầu tiên sẽ là vòng 1 của hệ Exeter 150 phân khối, gồm có 23 vận động viên được chia thành 6 bảng, trong đó có 5 bảng 4 vận động viên và 1 bảng 3 vận động viên. Tiếp theo là ở vòng 1 của hệ Zazak 125 phân khối. Tiếp theo là vòng 2 của hệ Exeter 135 phân khối. Ở vòng chạy thứ tư đó là vòng của hệ chuyên nghiệp Zazak 125 phân khối. Tiếp theo là hệ bán kết của hệ Exeter 135 phân khối, bán kết của hệ Zazak 125 phân khối, hệ chuyên nghiệp, và cuối cùng là chung kết của hệ Zazak 135 phân khối.